Xin chào các bạn vào buổi sáng ngày mùng 2 tháng 6 năm 2021 Trên màn hình các bạn là chiếc điều uh, của Copper Đây là cục lạnh các bạn nhá. thì Trong các video mình sẽ sử dụng cái cục lạnh thôi Không quay uh, cái cục nóng được Video này thì mình sẽ báo giá cho các bạn ạ. Và giá bán mình báo là giá bán là bao lắp chọn uh, gói này và giá chỉ áp dụng cho khách hàng ở khu vực tỉnh Phú Thọ thôi. Nếu các bạn ở xa ở Phú Thọ thì bên mình cũng không giao hàng được. Đây mình chỉ giao được ở Phú Thọ hoặc là khu vực cầu Đồng Quang, Ba Vì Hà Nội. Nếu các bạn ở xa thì các bạn cứ xem hết video để nắm được cái giá bán của bộ điều hòa này các bạn nhé. Thì uh, đây là điều hòa Capper dòng inverter, dòng inverter nó sẽ có chữ Smart này và inverter đây. Và đây là cái đen của máy một đèn máy là GC cái ngang 09 TL32 sử dụng a 32 để không mất thời gian thì mình sẽ báo giá luôn giá bán vào ngày mùng 2 tháng 6 năm 2021 tại cửa hàng điện máy gia nga của bên mình cho bộ điều hòa Inverter của Copper dòng 9.000 một chiều là giá 6 triệu 4 6 triệu tư là sẽ bao gồm máy này công lắp này dây rắc phụ kiện ống đồng này dây điện này atomat này giá đỡ giá treo máy ốc ghép các thứ tất cả luôn có nghĩa là với 6 triệu 4 là bên mình sẽ lắp cho các bạn khi điều hòa nó mát chạy ok và đây cam kết là hàng chính hãng của Capper và hàng chính hãng của Capper sẽ được bảo hành một đổi một trong hai năm khi các bạn mua hàng bên mình xong thì kỹ thuật bên mình sẽ kích vào bảo hành điện tử và máy của các bạn sẽ có tin nhắn từ tổng đài Capper báo về thời gian mua và thời gian bảo hành cảm ơn các bạn đã xem video các bạn thường xuyên truy cập website các bạn thường xuyên truy cập kênh youtube của bên mình là điện máy giang nga để cập nhật giá bán cho các dòng điều hòa nhé cảm ơn các bạn đã rất nhiều